thần hào áp chủ nhã ngoạn cư sĩ ông đây mặc kệ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Tất cả mọi người nghe thần hào áp chủ nhã ngoạn cư sĩ mạnh nhất động tiêu tiền. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Rời đi cao ốc, nhìn xem đường phố bên trên ngựa xe như nước, thở sâu, bức là gắn xong, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Xuất ra làm công kiếm tiền mua cầm trong tay đi vi, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Lão hòa kế, về sau ăn ngon uống sướng toàn bộ nhờ ngươi đi, tối hôm qua trải qua nghĩ sâu tính kỹ đã xác định rõ phương hướng, toàn chức trở thành một quang vinh ấp chủ tiếng khen từ truyền thông. Thứ nhất lựa chọn khẳng định là Bilibili, chục tỷ Mỹ Kim đưa ra thị trường công ty, thỏa thỏa độc giác thú, người trẻ tuổi đại bản doanh. Về phần nhân vật định vị, đã có kim thủ chỉ bằng thân, nhất định phải cao đại thượng, đi trang bước lộ tuyến đón xe thẳng đến mục đích hôm nay địa SKP cửa hàng, danh sưng ngày nhập một tỷ mạnh nhất động tiêu tiền. Thổ hào máy thu hoạch, phú bản nơi tập kết hàng. Thân gia ngàn vạn nhập môn quan trọng hơn nguyên nhân còn có một cái, trước mấy ngày vừa bởi vì cự tiệt thức ăn ngoài tiểu ca vào cửa vui sách hot lục soát Có điểm nóng không cọ có phải hay không ngốc? Đương nhiên Đinh Húc cũng biết, mình tuyệt đối không là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Không có cách, mặc dù có kim thủ chỉ, cũng nghĩ nguyên địa cất cánh, đáng tiếc trong tay không có tiền a. À. Kim thủ chỉ mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng quy tắc rất rõ ràng, không muốn điểm tán, không muốn cất giữ, không muốn bỏ tiền, chỉ cần điểm kích. Nghĩ tới đây nhịn không được lộ ra mỉm cười, dù sao cũng là hỗn qua nhiều năm kẻ già đời, một cái điểm nóng chủ đề, một cái tràn ngập dụ hoặc tiêu đề. Cuối cùng mở não động thiết kế điểm kịch bản chủ tuyến. Đại gia, đến A, à, rất mau tới đến mục đích, đứng tại SKP cổng, thở sâu, mở ra DV thần hào áp chủ nhã ngoạn cư sĩ ta thật là khó A, à, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Mặc dù thân là điều ti, nhưng nam nhân kia không thích xe sang trọng, bình thường không ít nghiên cứu, nhất là lớn g tuyệt đối là mộng tưởng xe một trong. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Cạn bã nam mở, đối diện bắn tới một cô alpha, vội vàng nói biết cái gì gọi là chân chính thổ hào sao, chỉ mua quý, không mua đúng. Người có thể tin tưởng một đài Toyota tăng giá 60 vạn còn phải xếp hàng nửa năm, ức vạn phú hào thấp nhất cánh cửa. Vừa đi vừa đập, cuối cùng nhịn không được đối mặt ống kính nhà rãnh nói. Đi hơn nửa giờ, trọn vẹn bốn tầng, hôm nay không phải cuối tuần, đoán chừng cũng cứ như vậy nghe nói còn có một cái cùng ngày tiêu phí 50 vạn VIP thông đạo, hội viên ngày Ron thường xuyên xếp hàng, chờ sau đó lần mang các ngươi nhìn xem. Đi ra cửa hàng đã nhanh hai điểm, Đinh Húc nghỉ ngơi một lát, một lần nữa đứng tại cửa chính, đối mặt ống kính nói. Hôm nay cứ như vậy, SKP cũng không phải trong tưởng tượng cao không thể chạm đúng hay không, tiểu đồng bọn cùng một chỗ cố gắng, hy vọng một ngày nào đó đem đồng hồ đeo tay kia mang về nhà là tiểu húc bái bai đóng lại đi trong nháy mắt phẳng phất tiết khẩu khí toàn thân một chút khí lực cũng không có tranh thủ thời gian tìm tới phụ cận một nhà thức ăn nhanh hảo hảo ăn một bữa xem xong tài liệu bản thân cảm giác không tệ duy nhất tiếc nuối chính là đơn đả độc đấu chỉ có thể tay cầm ra kính về sau nhất định phải tìm chuyên nghiệp quay phim đi theo mới có bài diễn ngựa không dừng vó đón xe về nhà, mau đem hôm nay video biên tập truyền lên, 8 giờ tối về sau là lưu lượng cao phong, thành bại ở đây nhất cử. Mặc dù thực tập rất khổ bức, nhưng cũng luyện thành như sắt thép chuyên nghiệp tố dưỡng, không đến 2 giờ toàn bộ giải quyết, đây là đánh công nhân kiêu ngạo. Đăng truyện, 7 giờ đúng đúng giờ theo hạ quyết định vận mệnh con chuột, đinh húc mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Run rẩy a bili bili thừa dịp xét duyệt lục soát cái khác cạnh phẩm cũng may còn không nhiều, chỉ là năm sáu cái mà thôi, điểm cao nhất kích là 26 vạn, dài thở phào, mình cũng không tham, đừng nói 20 vạn, chỉ cần có thể có 5 vạn điểm kích liền vừa lòng thỏa ý, dù sao đây chính là vàng dòng bạc trắng a. Mở ra sau khi đầy, xét duyệt đã thông qua, vừa soát số liệu bên cạnh đem trước kia rác rưởi video toàn bộ xóa bỏ, một cái vĩ đại áp chủ tớ 300 chú ý lóe sáng đăng trang. Về phần đổi tên mới, Tiểu Húc mang ngươi nhìn thế giới. Không hổ là cọ điểm nóng, thượng truyền ngắn ngủi 10 phút không đến, điểm kích đã phá 300, đinh Húc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn xem tăng lên không ngừng điểm kích phảng phất tuyệt thế mỹ nữ đang không ngừng ngoác. Eon baby, thời gian đang đánh kê huyết bên trong bất chi bất giác đã đến 11 giờ 59 phân, Đinh Húc nhìn xem lập tức khai trương vạn điểm kích ngay cả mình đều có chút không thể tin được. Truyền thuyết Billy Billy là nhân công đề cử cơ chế. Chẳng lẽ ca bị biên tập lật tấm bảng? Ngay tại ngây người thời điểm, điện thoại tin nhắn vang lên, tranh thủ thời gian cầm lên xem xét, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời cười to. Ngài ICBC tại X Nguyệt X ngày 0,01 phân nhập chướng 5 vạn số 0366 nguyên. Chuyện cho tới bây giờ Đinh Húc ngược lại tỉnh táo lại, xem ra hết thảy đều là thật, hệ thống liền là dựa theo điểm kích 24 giờ kết toán một lần. Nếu như tìm thủy quân một cái ý niệm tà ác vừa thăng lên trong nháy mắt bị tiêu diệt, chỉ có thể lắc đầu, không nhìn thấy người ăn gian chết bốn chữ lớn. Vẫn là thành thành thật thật làm người đi. Hậu trường số liệu còn đang tăng cao, ngắn ngủi 4 giờ đã kiếm 5 vạn, vậy sau này. Đây không phải TikTok thỏa thỏa từng khỏa cây dụng tiền A, và yêu A, thần hào áp chủ nhã ngoạn cư sĩ không vạn sủng vật. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com một giờ chưa rốt cục ăn được cơm nhìn lên trước mặt bốn đồ ăn một chén canh ân qua loa đi vừa ăn vừa kế hoạch bước kế tiếp mỗi ngày mặc kệ cái gì nội dung ít nhất thượng truyền một cái video đương nhiên sáng ý càng nghiêu bức càng tốt nhưng cất bước sơ kỳ đổi mới mới là vương đạo nếu không lấy tiền ở đâu trang bước may mắn hệ thống chỉ yêu cầu điểm kích hắc 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 dùng di động mở ra Bilibili bili hậu trường, điểm kích không có gì bất ngờ xảy ra phá 12 vạn, còn giống như lên một cái tiểu quan phương đề cử. Có thể điểm tán mới hơn 3 ngàn, bỏ tiền càng là lác đác không có mấy. Bình luận ngược lại là hơn 10 đầu, nhịn không được mở ra mưa đạn. Đây là trong truyền thuyết SKP. Không sai, ta mỗi lần đi ngang qua ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một ngàn vạn bồ câu chứng cũng không phải quá lớn nha, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng lão công ta cầu hôn không sai biệt lắm. Trên lầu lăn thô, 2333, bài diện bài diện, nhanh chóng xem một lần, cơ bản đều là xem náo nhiệt, dù sao mình vừa tìm tới điểm cảm giác, vô luận trình độ vẫn là tài nguyên đều không đủ, bạch cọ còn muốn cái gì xe đáp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể từ từ sẽ đến, nghĩ tới đây lại là nhiệt huyết tràn đầy, xe sang trọng hào chạch chắc chắn sẽ có. Cách mở tiệm cơm, nhớ tới ngân hàng hơn 6 vạn lực lượng càng đầy, hôm nay lại là trang bức như gió một ngày. Trực tiếp tìm môi giới dọn nhà, ngăn cách phòng đã không xứng với mình ấp chủ thân phận, không thiếu tiền làm việc chính là nhanh, 2 giờ giải quyết. Nguyệt thuê một vạn chính thức vào ở trùng tu sạch sẽ độc thân nhà trọ, hai phòng ngủ một phòng khách tam hoàn trong vòng. Về nhà đóng gói hành lý, dù sao đồ vật cũng không nhiều, về phần tiền thế chấp. Lưu cái chủ thuê nhà xem bệnh đi. 9 giờ tối nhìn xem rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh, ngồi tại rộng lớn trước bàn máy vi tính, pha một chén cà phê, nhếch lên chân bắt chéo, đây mới gọi là sáng tác mở ra Bilibili bili hậu trường, SKP video điểm kích đã hơn 18 vạn, ba dặm đồn vừa mới phá 2 vạn 7, mở ra mưa đạn tất cả đều là ba chữ. Đôi chân dài, sống về đêm, thật kích thích, trạch nam điều ti vẫn là nhiều a à, cười lắc đầu, nhớ tới lão quách một câu danh ngôn. Kẻ có tiền ai xem phim, người ta đều đến thật. Không quan trọng, ca không muốn điểm tán cất giữ bỏ tiền, chỉ cần chịu điểm kích, đều là áo cơm phụ mẫu. Muốn nói bili bili chơi cái gì đều có, đủ loại thiên kỳ bách quái, có thể kết hợp mình chuyên nghiệp cùng trình độ, làm kỹ thuật lưu thật đúng là không đấu lại người khác. Thích xe không sai, nhưng dù sao không phải giữa các hàng người, không có tài nguyên cùng con đường nhân mạch, không có lái thử xe đập cái giám lại nói hiện tại xe bình khắp nơi đều có đã nát đường cái mình chú ý ngược lại là mấy cái thổ hào chủ xe đều là dùng tiền mình mua nhiều nhất mượn bằng hữu xe chơi đùa loại này mới nghiêm túc thực người xem cũng không ngốc vừa cơm không vừa cơm liếc qua thấy ngay sở dĩ thích billy billy không phải liền là muốn nhìn một chút kẻ có tiền là thế nào trang bức cái gì trọng yếu nhất đại nhập cảm trước hai kỳ video cũng đầy đủ chứng minh con đường này không sai, Đinh Húc càng phát ra kiên định lòng tin, đem trang bước tiến hành tới cùng. Ngài ICBC tại X Nguyệt X ngày nhập trướng nhân dân tệ 12 vạn 9,672 nguyên, không điểm vừa qua khỏi, điện thoại tin nhắn đúng giờ vang lên, Đinh Húc cười ha ha, muốn chính là loại cảm giác này vừa mới tiền thuê nhà giao 3F một túi tiền trong nháy mắt bành trướng, tiền tiết kiệm trước nay chưa từng có đột phá 15 vạn, mau tới kinh đông, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Không thăng cấp ăn cơm ra hỏa chờ đợi khi nào. Và URL bằng Windows. Location. Herb, Windows. Puppy giờ tác bằng Windows. Puppy giờ tác. Windows. Puppy tác. Push. Zonet. 7254. X. BGSSP 7254U URL nhất là vi hình camera nhất định phải mua quý nhất. Ngày thứ hai sáu điểm đứng lên, vây quanh cư xá bắt đầu chạy bộ. Hưng phấn kỳ đã qua thân là tương lai thần hào ấp chủ há có thể không có như sắt thép cường tráng thể phách. Ăn điểm tâm xong về đến nhà cầm lấy thiết bị đi ra ngoài lại là nguyên khí tràn đầy một ngày đón xe đi vào mục đích, trước mắt một mảnh rộng lớn, thiên tinh điều lương, danh sưng kinh thành thứ nhất chuồng ngựa. Hôm nay tiêu đề liền gọi, dưới hông trăm vạn là cảm giác gì? Chúng ta cấp A hội viên 38.000 nguyên bao quát 50 khóa đưa cơ bản hộ cụ. Cấp B hội viên 24.000 nguyên bao quát 30 giờ dạy học. Cấp C 13.500 nguyên 10 tiết thể nghiệm khóa đinh húc nhìn xem tiêu thụ muội muội ánh mắt mong đợi nam nhân làm sao có thể để mỹ nữ thất vọng cấp a hội viên đi lên quét thẻ làm tốt thủ tục mang theo đi vào trong xuất ra đi vi biểu hiện ra nói đoán xem đây là nơi nào thiên tình điều lương kinh thành thứ nhất thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ hôm nay liền mang các ngươi thể nghiệm một chút rong ruổi chiến trường cảm giác chúng ta đi lên trải qua một cái quảng trường, bên cạnh là hội viên khu nghỉ ngơi, quay chụp các loại tài liệu, cuối cùng đi đến trong phòng ngựa nhà máy, dơ lên vi nói. Thấy không? Hơn 40 quốc gia quốc kỳ, hàng năm cử hành toàn thế giới thuật cưỡi ngựa tranh tại địa phương, ngồi xổm xuống dùng tay nắm lên một nắm cắt nói. Chi tiết đều có giảng cứu, vô luận như thế nào đập đều không có sám, rốt cục đi vào chuồng ngựa, nhìn xem thật dài hai hàng, biểu hiện ra nói. Nơi này cưỡi ngựa có hai loại, một là ngựa của mình nuôi ở chỗ này, chuyên gia hầu hạ, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ một con rồng, còn muốn huấn luyện, tùy thời chờ ngài sủng hạnh. Còn có một loại là cưỡi câu lạc bộ ngựa, hai ba mươi cái chủng loại tùy quân lựa chọn, thấy không, đi đến một cái chuồng ngựa trước, chỉ vào một thớt tiểu mã nói. Đây là trong truyền thuyết nhỏ thấp ngựa, nghe nói vu khiêm lão sư yêu nhất, quay đầu hỏi bên cạnh thuật cưỡi ngựa sư nó tên gọi là gì, Pony, cùng tiểu mã ca cùng tên. Đột nhiên phát hiện cái gì, đi nhanh lên qua đi, nắm lên một túi không biết tên nói. Những thứ này hẳn là ngựa cắt, cùng mèo cắt một cái tác dụng, vân vân, ngựa cắt nếu như chảy trên mặt đất. Maserati, bên cạnh thuật cưỡi ngựa sư đều cười phun ra, gặp qua đập video, chưa thấy qua làm như vậy cười. Các ngươi nhìn con ngựa kia lỗ tai, muốn biết nó tâm tình bây giờ sao? về sau lật một cái biểu thị rất không cao hứng đây là một thớt hà lan lớn ôn huyết ngựa xen vào lãnh huyết cùng nhiệt huyết ở giữa dáng vẻ đặc biệt có phạm người hỏi cái gì là nhiệt huyết ngựa cực hạn tốc độ lãnh huyết liền đại biểu cực hạn lực lượng các người biết mã bình lúc là thế nào kiện thân sao chúng ta đi xem một chút đinh húc bên cạnh cùng thuật cưỡi ngựa sư nói chuyện phiếm bên cạnh thu tài liệu đi vào ngoài trời, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết ngựa đua trận. Nơi này rất nhiều ngựa chủ kỳ thật rất đơn giản, từ nước ngoài mua một thớt thích ngựa, nuôi ở chỗ này huấn luyện điều giáo, không có việc gì nhàn rỗi tới cưỡi một ngựa. Hoặc là lại cho hài tử nuôi một thớt tiểu mã, đã có thể huấn luyện dũng khí cùng cân đối, cũng coi như cùng một chỗ trưởng thành sủng vật, chỉ thế thôi cho nên tuyệt đối đừng đem nhà giàu mới nổi cùng cái gọi là quý tộc vận động liên hệ đến cùng một chỗ, nếu như ngươi giống như bọn hắn có tiền, khẳng định cũng chơi những thứ này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Thần hào áp chủ nhã ngoạn cư sĩ khang sư phó cao quang thời khác. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com đinh húc quay đầu nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới một thớt bạch mã đồi ống kính hưng phấn nói thấy không đây là chúng ta nhân vật chính của hôm nay mang các ngươi thể nghiệm thể nghiệm đường tăng cảm giác tranh thủ thời gian đóng lại đi vi đừng nhìn ngoài miệng trang bức nhưng bình sinh lần thứ nhất cưỡi ngựa vẫn là hơi khẩn trương Mặc vào các loại hộ cụ, thuật cưỡi ngựa sư giảng dài có đủ thể chi tiết, dẫm lên yên ngựa, lần thứ nhất ngồi lên tiểu bạch ngựa bị người nắm bắt đầu tuần trận. Mới một vòng xuống tới, chỉ cảm thấy đau thắt lưng, hai tay nắm ở dây cương, cái mông yêu cầu nâng lên, hai chân gấp rút ngựa bụng, người nhất định phải đi theo ngựa chạy trải nghiệm tiết tấu. Chập trùng, chập trùng, chập trùng, nam người có lúc cảm giác lực bất tòng tâm hơn nửa giờ tinh bị lực tẫn, thở hồng hộc xuống tới, xem ra thật cần phải tăng cường rèn luyện đi. Giải quyết tất cả tài liệu, đi vào bãi đỗ xe, cùng SKP so ra tranh lệch quá nhiều, chỉ có thể thất vọng rời đi. Đón xe về trung tâm thành phố, tìm địa phương ăn cơm, xem hết tài liệu rõ ràng cảm giác không quá đủ a à, xuống xe đi vào hẻm, đi vào một cái tứ hợp viện trước cửa, đối DV nói. Mệt mỏi cho tới trưa, chúng ta tìm địa ăn cơm, nhìn xem phía sau là cái gì. Đây là lầu canh đường cái, chú ý tới nhà này thịt nướng cửa hàng là bởi vì cổng mỗi ngày các loại xe sang trọng xếp hàng, Bentley, Maybach, Rolls-Royce, hôm nay nghe nói lão bản vừa hủy đi một khối đỉnh cấp M12 thịt bò, chúng ta nếm thử đi vào cửa miệng, đập vào mặt phong cách kiểu Nhật, mặt tiền cửa hàng rất lớn, đã bắt đầu xếp hàng, đã nghĩ trang bức, trực tiếp phòng đi lên. Tiếp nhận menu, giá tiền đã không cần nhìn, đặc sắc toàn bộ đi một lần, thừa gì phục vụ viên hạ đơn, đem đi vi bày ở thích hợp nhất góc độ, chờ đợi trong truyền thuyết M12 lóe sáng đăng tràng. Nhìn xem đầu bếp lấy đi vào một khối bông tiết thịt bò, nhẹ nhẹ đặt ở cái cân trong nháy mắt hỏi. Mỗi khắc năm khối 2. Khối này 8 cân, dễ dàng hơn 2 vạn. Nhìn xem đầu bếp cầm lấy đau, vung tay lên nói. Tới trước 2 cân, đầu bếp ở bên cạnh thao tác, mình cũng không thể nhàn rỗi, may mắn cũng đã làm bài tập nói chuyện phiếm nói. Đảo quốc tốt nhất là lòng dốc núi châu a, đã từng sáng tạo ra một đầu trăm vạn giá trên trời, ngài nói không sai, đối với cùng châu tới nói mỗi quốc gia tiêu chuẩn khác biệt nhưng đảo quốc châu Úc, New Zealand là công nhận tốt nhất, đầu bếp đối mặt ống kính chậm rãi mà nói, loại sự tình này đoán chừng gặp nhiều, bên cạnh biểu hiện ra bên cạnh giới thiệu nói. Nước Mỹ cao giọng thét lên nhất A5, cho nên giá cả bình thường thấp một chút, nói xong khai lò thêm nhiệt, dùng đặc chế tấm sắt cái sẻng đem tiết trắng ướt át khăn mặt đặt trên miếng sắt trình độ hoàn toàn bốc hơi sau để lên mỡ bò chậm rãi tan ra vung xuống vài miếng bánh quế tỏi phiến chậm rãi xào hương không nhanh không chậm từng mảnh từng mảnh trở mặt mười mấy phiến tỏi phiến trọn vẹn mấy cái vừa đi vừa về trong nháy mắt mùi thơm nước mũi đinh húc nhịn không được nuốt nước miếng hai cân cắt thành tứ đại khối không đứng ở trên lửa lật nướng đinh húc đối ống kính cảm thán nói thuở thiếu thời đọc sách, hâm mộ nhất phim võ hiệp bên trong những cái kia hiệp sĩ, ngàn dặm tiệt trần tại tiểu điếm ngồi xuống, bà khí nói. Cắt ba cân thịt bò chín, đánh một vò rượu đến. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, thoải mái ép một cái. Không chỉ có đại biểu phóng khoáng cùng cuồng dã càng là một loại rất có sinh mệnh lực động vật bản năng đúng hay không? loại này nấu nướng phương thức gọi cùng hắc địa đạo nhật thức đồ nướng vị nguyên liệu nấu ăn không thể sớm ướp gia vị truy chỉ cầu trình độ lớn nhất bảo trì nguyên vị vừa lúc có thể không giữ lại chút nào mà hiện lên ra thịt bò bản thân màu mỡ tư vị đem ống kính cố ý nhắm ngay nguyên liệu nấu ăn cả khối xinh đẹp hoàn chỉnh màu hồng phấn thịt sườn thuần trắng bông tiết trạng mỡ phân bố ở giữa mỹ diệu hiển nhiên tượng một kiện tác phẩm nghệ thuật Quỷ phủ thần công rõ ràng đường vân, đỏ tươi mập mạp màu hồng, thể hiện ra mạnh mẽ sinh cơ tươi non tinh thần phấn chấn, như là tốt nhất đá cẩm thạch chưa cửa vào đã thật sâu hấp dẫn ánh mắt. Trong đầu hương khí bốn phía, mỗi lần nhục xúc đụng tấm sắt trong nháy mắt, danh sưng 25 độ C,